của em thì chúng ta sẽ đến với cái phần giao lưu về những cái câu chuyện cải thiện wellness cả nhà mình nhá. Trong hệ thống của mình, ai đó là những người mà mình đã cũng sử dụng rất là nhiều những cái phương pháp Tây y mà mình chưa cải thiện được cái bệnh của mình. Và khi mình tìm đến với y học dinh dưỡng thì y học dinh dưỡng đã cải thiện giúp mình những cái bệnh tật, mọi người có thể comment và mình cũng chia sẻ nhá. Thì trước hết là em chia sẻ cái câu chuyện của mẹ đẻ của em. Đấy là cái nguồn cảm hứng để em làm công việc này. Mẹ đẻ của em thì cũng bị gần như một chu thị bệnh đấy. Đấy là bị tiền đình này, rồi bị mắt kém này, rồi là bị sỏi thận này, rồi bị đau xương này, xương khớp này. Gần như ít nhất là phải có bốn bệnh như thế. Và mẹ của em thì cũng đã dùng rất là nhiều, là khi nào đau bình thường là khoảng độ 2-3 tháng thì đi khám một lần. Và chẳng hạn như là đau đầu thì mẹ hay uống hóa chất dưỡng não. Thế rồi đi mỗi lần đau xương khớp thì lại đi lên viện tiêm hoặc là uống thuốc này thuốc kia. Đấy, thế nhưng mà cái kết quả là năm nào cũng đi viện, năm nào cũng phải đi viện khoảng độ 3-4 lần. Và em cảm thấy là ý là mẹ cũng rất là khổ sở với những cái bệnh đấy. Thế thì trước đây em có gửi wellness về cho mẹ, thế nhưng mà mẹ cứ nghĩ đấy là thuốc bổ và khi nào đau khi nào ốm thì mới uống. Thế thì em thấy là cũng không có cải thiện được nhiều. Thế thì vào cuối năm ngoái khi mà em nhìn thấy được là rất là nhiều người có được cải thiện đấy, và lúc đấy em cũng rất là muốn tập trung vào dòng dinh dưỡng này, thì bắt đầu em mới nhờ mẹ. Mẹ ơi, con nhờ mẹ một việc, đấy là mẹ tại sao nhiều người dùng hiệu quả mà mẹ dùng không hiệu quả, và con cũng đang không biết nó là như thế nào mà con đang muốn tập trung cái dành cho dòng này. Thế bây giờ con nhờ mẹ là thử lại một lần nữa, nhưng mà mẹ phải thử cho con là đúng đủ đều đó, và để cho mẹ dùng. Và tức là những cái thời gian ngày đầu ấy là ngày nào cũng gọi về cho mẹ nhắc, mẹ ơi mẹ uống chưa. Vì lý biết là mẹ lý thì có một cái vườn rất là rộng và rất là thích trồng cây cỏ, rồi là nuôi nuôi trồng, tức là gần như thời gian là chỉ có ngoài vườn là nhiều hơn ở trong nhà, rất là thích. Và sở thích của mẹ đấy là trồng rau rồi nuôi gà nuôi vịt để gửi cho các con. Nhà lý thì có ba anh chị em đều ở Hà Nội, thành ra là mẹ thì rất là sợ cái việc là ăn những thực phẩm bẩn ấy. Chẳng hạn như thịt lợn nhà lý thì 100% là do mẹ nuôi và làm thịt đưa lên, rau củ cũng là mẹ trồng và mẹ đưa lên, cứ 1-2 tuần thì lại một chuyến xe giường nằm ra Hà Nội và một anh đại diện đi lấy đồ xong rồi đi phát cho ba người còn lại. Thành ra cái mô hình ăn uống nhà lý là như vậy. Mẹ lý cũng là cái người cũng rất là bảo vệ, tức là cũng lo lắng về sức khỏe của nhà mình nhá, nhưng mà vẫn có bệnh đấy. Đấy, tức là rau là nhà trồng, thịt là nhà nuôi. Đấy, chỉ có cá là nhà không có hồ thôi, còn lại những cái gì mẹ có thể trồng được là mẹ trồng. Thế nhưng mà chúng ta vẫn là vẫn vẫn có những vấn đề về sức khỏe. Thế thì Uga mới bảo mẹ là mẹ thử đi, xong rồi là khoảng độ 2 tháng mọi người nhá, là mẹ của mẹ khoe lý ra: ơ con ơi, sao tự dưng mẹ lại ngủ ngon mà không bị đau đầu nữa nhỉ, thì những cái tiền đình nó không có nữa. Thế xong rồi nay mẹ đọc sách được cứ mờ mờ, thế bỏ kính ra lại sáng hơn. Ôi sao cái này nó lại cải thiện được cả cái mắt à, đấy rất là vui. Đấy, tức là nó rất là đúng với cái nguyên tắc là gì ạ, não tim gan thận của mọi người nhá, là cải thiện về mắt và những cái liên quan đến là gì ạ, não trước. Ai bị tiền đình rất là dễ cải thiện mọi người nhá. Thế là mẹ cải thiện về mắt và tiền đình thì mừng quá, mừng quá, và ôi hay quá mẹ, thấy chưa, mẹ cứ dùng đúng đủ để cho con, tại vì mẹ quên đi là mẹ mới không hiệu quả đấy. Đấy, nó giống như kiểu một nồi nước thì mẹ cứ đun tí mẹ lại tắt, đun cái này tắt làm sao nó sôi được. Bây giờ mẹ dùng đúng đủ điều cho con nhé. Thế mẹ dùng tiếp tục thì là sau 1 tháng sau thì xương khớp đau hơn mọi người nhé. Lý cũng thấy ban đầu mình chưa hiểu ấy, mình bảo ố sao nó lại cải thiện cái kia mà xương khớp lại đau hơn là như nào. Thế bắt đầu mình mới hỏi các chuyên gia, thì các chuyên gia nói là gì, tức là bắt đầu dinh dưỡng nó đến những cái khớp đúng không ạ, và bắt đầu nó xử lý những cái viêm, rồi là nó bắt đầu nó hồi phục ấy, cái quá trình mà như hôm qua em thi chia sẻ đúng không ạ, quá trình mà mình hồi phục như kiểu mình xây nhà đập đi đập, sửa nhà đúng không ạ, nó những có những sự đau đớn đấy, nhưng có một cái cuộc đấu tranh đúng không ạ. Thế thì nó sẽ có những cái đau đớn và Linh nhớ là mẹ cũng đau đấy, đau khoảng độ ít nhất là khoảng độ 1-2 tuần là rất là đau đau, mà đến mức là phải mua máy massage. Anh trai Lý rất là thương mẹ và mua cái máy massage để giường, để mẹ để chân vào để massage trước khi đi ngủ cho nó dễ chịu mọi người. À, nhưng mà Lý bảo mẹ ơi mẹ cứ dùng đi, tại vì cái này nó chỉ là dinh dưỡng thôi. Bây giờ mẹ lại tăng tải cho con. Thế nhân Lý lại lúc đấy nghĩ là có thể là mình phải tăng lên để cho nó nhanh hơn. Đấy, chứ là lúc đấy là Lý cho mẹ uống tiếp, uống và tăng. Thế thì được khoảng 1 tháng sau mẹ bảo hỏi bảo mẹ ơi mẹ chân mẹ đâu chưa? Ơ nhỉ, mẹ quên mất chân lại đỡ đau từ bao giờ ấy. Mà thấy bây giờ mẹ đi thì nhẹ lắm. Đó, và thế là mẹ lịch khỏi luôn cả cả cái xương khớp mọi người nhá.
Thế còn về sỏi thận thì bình thường là hay đau, nhưng mà từ 1 năm trở lại là không đau và mẹ cũng không đi khám nữa, tại vì bây giờ đang dịch bệnh ấy. Đấy, và mẹ không đi khám nữa nhưng mà không đau. Không đau có nghĩa là cũng đã cải thiện rồi cả nhà mình nhá. Đấy, và như vậy là mẹ đi dùng wellness và cải thiện, và đấy chính là cái nguồn cảm hứng. Cho nên là khi mà có một ai đó dùng wellness mà nó không hiệu quả ấy, thì Lý rất là tự tin để tư vấn lại, vì rất là giống với mẹ Lý. Dùng wellness theo như là thuốc bổ thôi, chỉ lúc nào mệt thì mới uống thôi. Đấy. Và chắc chắn luôn khi chúng ta dùng đúng đủ đều cộng với cả chế độ dinh dưỡng, sống lành mạnh, thì chắc chắn là cải thiện rất là nhanh. Mẹ em năm nay 70 tuổi ạ. Mẹ em 70 tuổi cả nhà mình nhá. Đó. Thế nên là cả nhà mình tự tin nhá. Đấy, và mẹ em cũng 2-3 tháng đi khám một lần đấy mọi người. Thì mình rất là biết ơn các anh chị và những người làm trong ngành Tây y. Tây y thì thường sẽ có 3 cách để có thể can thiệp mọi người nhá. Một đấy là thuốc, và là các cái hoạt tính, các hóa chất đấy. Hai nữa là phẫu thuật, đúng không? Cắt bỏ, đúng không ạ? Và thứ ba là dùng các loại tia. Thì với 3 phương pháp đó thì Tây y, sứ mệnh của Tây y là giải quyết những vấn đề cấp tính. Tất cả các ngành đều có một cái sứ mệnh riêng ở nhà mình nhá, không phải ngành nào là hơn ngành nào cả, mà đấy là mỗi ngành có một cái sứ mệnh riêng. Ví dụ chúng ta làm dinh dưỡng là chúng ta cải thiện tái tạo từ gốc rễ, đúng không ạ? Nhưng có những cái người bệnh nặng đầu trạng rồi thì có thể là phải nhờ cái phương pháp Tây y để chúng ta có thể gì ạ, giải quyết những vấn đề cấp tính cũng như là ung thư. Thì nhiều khi là gì ạ, nếu mà đang nhẹ mình có thể dùng dinh dưỡng để hồi phục, nhưng nó nặng rồi có thể mình sẽ phải là gì ạ, phẫu thuật rồi xạ trị kết hợp với dùng dinh dưỡng để mình hồi phục được, đúng không ạ? Thế cái sứ mệnh của dinh dưỡng là hồi phục, còn cái sứ mệnh của Tây y là gì ạ, đấy là gì ạ, xử lý những vấn đề cấp tính. Thế nên là chúng ta luôn yêu những người làm ngành y, luôn yêu những người bác sĩ, vì họ là những người gần như là gì ạ, cứu sống chúng ta trong những cái lúc mà nguy kịch, đúng không ạ? Đó, thế thì em thấy là Tây y và dinh dưỡng hoàn toàn không có đối nghịch nhau, mà sẽ là gì ạ, giống như kiểu là tay trái và tay phải ấy, là giúp nhau và cùng cùng cải thiện cái sức khỏe của mọi người ấy. Đó, thế nhưng chúng ta sẽ thấy là gì ạ, có những cái bệnh gọi là bệnh mãn tình nhá. Hôm trước em học của nhân dinh dưỡng cũng vậy, những cái bệnh mãn tính thì chúng ta sẽ không có chữa trị được bằng bằng Tây y mọi người nhé, tại vì là nguồn gốc của nó là do lối sống, do dinh dưỡng. Thì chúng ta phải biết là gì, cái gì là gốc, nguyên nhân lõi là gì, thì chúng ta phải dùng cái đó để giải quyết cả nhà mình nhé. Thế nên cả nhà mình tự tin khi mình dùng những cái giải pháp về y học dinh dưỡng cả nhà mình nhé. Và em cũng là cái người gọi là gì ạ, em xin dùng từ ngộ, tức là em cũng ngộ ra rất nhiều sau khi đọc cuốn sách này. Đó, cuốn sách này với em thì lại được Giám đốc Hà Trâm, giám đốc Hà Trâm của Phim Việt Nam chia sẻ cho em vào ngày 17 tháng 10 năm 2020. Đấy, và thật sự nó gần như là một trong những cái đánh thức, và em không nghĩ là đúng thật là cái cuốn sách này rất là hay, những điều bác sĩ không nói với bạn. Đúng thật là khi mình đi khám, bác sĩ chỉ cho mình đơn thuốc rồi còn không nói với mình những cái bệnh này, và mình đọc mình hiểu về cơ thể mình. Và chúng ta hãy dùng kiến thức để định hướng cuộc sống mọi người nhé, hầu hết mọi người đều chết do thiếu hiểu biết. Thế nên là bây giờ mình phải dùng những cái kiến thức để mình định hướng cuộc sống của mình, được không ạ? Thế thì hôm nay là em thấy là cũng có rất nhiều anh chị cũng có câu chuyện, nhưng mà tại vì 6:23 rồi nên là có thể là tí nữa cuối buổi hoặc là một cái buổi khác mình sẽ chia sẻ thêm nhé. Thì bây giờ em xin phép, hôm nay thì em xin phép được chia sẻ với cả nhà tiếp tục về lòng biết ơn. Đó, cả nhà mình có thích đọc về lòng biết ơn không ạ? Em thì rất là thích lòng biết ơn, tại vì nó giống như một phép màu ấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ đọc bài số 10 của nhà mình nhé. À đây. Anh em mình chờ em chút ạ. Em đây rồi ạ. Chúng ta sẽ đọc bài số 10 về lòng biết ơn ạ. Hôm nay mình sẽ học về bài bụi ma thuật cho mọi người. Không có trách nhiệm nào khẩn cấp hơn là việc cảm ơn lại. Em sẽ đọc trước và mình sẽ tổng kết ở phần sau mọi người nhé. Những lời dạy tâm linh cổ xưa nói rằng những gì chúng ta cho người khác với cả trái tim sẽ quay lại với chúng ta và gấp trăm ngàn lần. Cho nên hãy biết ơn và nói lời cảm ơn với người khác cho bất cứ thứ gì bạn nhận được từ họ, không chỉ là khẩn cấp, nó còn là mang tính sống còn để cải thiện cuộc sống của bạn. Chúng ta đã có một câu bất hủ là gì ạ? Những gì từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim, đúng không ạ? Và ở đây thì lòng biết ơn còn dạy là gì ạ? Không phải chỉ đến được y như những gì mình mang đến, mà nó còn có gấp trăm lần. Lòng biết ơn nó là một phép màu ạ. Sự biết ơn là một nguồn năng lượng mạnh mẽ, và vì vậy với mỗi người bạn hãy hướng năng lượng biết ơn đến họ, đó là nơi đó là nơi nó sẽ đến. Nếu bạn nghĩ năng lượng của sự biết ơn giống như bụi ma thuật lấp lánh, thì khi bạn thể hiện sự biết ơn đến người khác để cảm ơn lại cho những điều gì bạn nhận được từ họ, bạn thật sự rắc lên họ một thứ bụi ma thuật nào đó. Nguồn năng lượng mạnh mẽ sống động trong bụi ma thuật sẽ tiếp cận và ảnh hưởng đến bất cứ người nào mà bạn rắc vào. Tức là chúng ta luôn
tâm niệm, mỗi một lời cảm ơn nó giống như một cái chúng ta đang rắc một cái phép màu đó. Giả sử một người đang căng thẳng, mình chỉ cần nói một lời biết ơn, cảm ơn chị, là mình sẽ nở một nụ cười và họ cũng sẽ nở một nụ cười. Và cái từ ma thuật, cái từ phép thuật đây mình hiểu là gì ạ? Từ một cái trạng thái buồn có thể thành vui, từ một trạng thái tức giận có thể được thành một trạng thái là gì ạ? Hài hòa hơn. Đấy, người ta gọi là một phép màu, đúng không ạ? Hầu hết chúng ta liên hệ với nhiều người mỗi ngày, có thể là qua điện thoại, email hay là gặp trực tiếp trong công việc, tại cửa hàng, nhà hàng, thang máy, xe buýt, tàu hỏa. Và trong nhiều trường hợp, người mà chúng ta liên hệ xứng đáng nhận được sự biết ơn bởi vì chúng ta đang nhận được gì đó từ họ. Hãy nghĩ về những người bạn gặp gỡ trong một ngày tiêu biểu, những người mà cung cấp cho bạn những dịch vụ nào đó, như là những người làm việc trong cửa hàng, nhà hàng, tài xế buýt, nhân viên chăm sóc khách hàng, người dọn vệ sinh hoặc là cộng sự trong công việc của bạn. Những người mà cung cấp dịch vụ là cho chi bản thân họ để phục vụ bạn, và bạn đang nhận được dịch vụ của họ. Nếu bạn không nói lời cảm ơn để đổi lại dịch vụ của họ thì bạn không hề biết ơn, và bạn đang chấm dứt những điều tốt đẹp đối với bạn. Tức là trong một ngày chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, và mỗi một người thì đều có một cái sứ mệnh cả nhà mình nhé. Ví dụ như sứ mệnh của một cái người bán hoa là mang đến một cái tâm trạng thoải mái cho cái người mua hoa, đúng không ạ? Là mang đến cái niềm vui cho một cái người được tặng hoa. Ví dụ một ai đó một ngày sinh nhật, mình mua một bó hoa mình tặng đó, thì chắc chắn là gì ạ? Thì cái người đó rất là vui. Em có một câu chuyện rất là hay, đấy là câu chuyện kể về hai người bán hoa ở một con phố và ở hai đầu, một người đầu ngõ, một người cuối ngõ. Thế thì cái cửa hàng cuối ngõ là một cửa hàng mà rất là đông khách, mặc dù cửa hàng đầu ngõ là cửa hàng cửa vào thì dễ là người ta mua hơn, nhưng nó lại không đông khách. Thế thì người ta mới tìm hiểu là hai cửa hàng bán hoa có gì khác biệt nhau. Thế thì cái người đầu ngõ ấy, bán hoa thì người ta mua hoa cũng chỉ bán hoa bình thường và coi như một công việc hàng ngày thôi, cũng không có vui vẻ hay là cảm thấy hào hứng hạnh phúc gì. Nhưng cái người bán hoa cuối phố, cuối con ngõ thì người ta lại một người ai đến là người ta vui vẻ. Chào chị, hôm nay chị mua hoa. Người ta có một câu rất là hay: chị ơi, hôm nay chị mua hoa tặng ai vậy? Đó, để em chọn cho. Đấy, và khi mà cái người mua hoa nói là hôm nay em muốn tặng hoa cho một người bạn sinh nhật, thì người ta sẽ chọn một cái lãng hoa phù hợp, hay là hôm nay anh mua hoa tặng ai, hôm nay là ngày cưới hay là hôm nay là một ngày sinh nhật của vợ, chị sẽ tặng, sẽ chọn cho anh ấy hoa hồng. Tức là gì ạ? Cái người bán hoa rất là có tâm, người ta quan tâm đến cái việc khách hàng mua cái hoa để làm gì, và người ta nghĩ về cái cảm xúc của cái người được tặng hoa để chọn những cái bông hoa đẹp nhất và phù hợp nhất cho cái người mua hoa đó. Và với một cái thái độ là gì ạ? Quan tâm đến khách hàng. Thế thì cái người bán hoa cuối ngõ, mặc dù cái vị trí nó không đẹp nhưng lại bán được rất là nhiều hoa, và mọi người cứ thế đến mua hoa. Đó, thì tức là gì ạ? Trong mỗi công việc hàng ngày, có thể anh chị, các bạn ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều công việc, đúng không ạ? Người làm kế toán, người làm công nhân, rồi người buôn bán, đúng không ạ? Và mỗi một ngành nghề đều cao quý cả nhà mình nhá, đều có một cái sứ mệnh, có một cái ý nghĩa riêng. Vì thế mà gì ạ? Chúng ta hãy luôn yêu cái công việc của mình và tìm ý nghĩa trong công việc của mình, đúng không ạ? Đang nào mình cũng làm những việc đó. Nếu như mình tìm được ý nghĩa, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Còn nếu như mình không tìm thấy ý nghĩa thì mình sẽ cảm thấy rất là buồn chán, hoặc là mình cảm thấy nói nhất một việc phải làm ấy, thì chúng ta sẽ làm ra một trạng thái là không có hạnh phúc. Và cái trạng thái không hạnh phúc đó, mình cũng sẽ mang lại cái năng lượng không tốt cho người khác. Đấy, và ứng dụng thêm nữa là gì ạ? Chúng ta làm mua hàng hay làm bất cứ một việc gì, thì mỗi một người họ thực hiện cái việc đó, họ đều là một cái mảnh ghép trong cuộc sống này, giúp cho bản thân mình sẽ đạt được những cái mong muốn, những cái điều mà mình tìm kiếm. Hay là mình hãy luôn biết ơn họ, đúng không ạ? Như anh Hà là một người mở cửa này, hay là mình đi chợ cảm ơn, là mua hàng mình cũng cảm ơn này, hay là mình đến cổng công ty mình cũng cảm ơn bác bảo vệ này, đúng không ạ? Hay mình đến có một người đã quét dọn vệ sinh mình cũng cảm ơn này. Tức là tất cả mọi người mình gặp đều, mình đều nói lời cảm ơn, vì mỗi một công việc của họ đều có ý nghĩa, đúng không ạ? Rồi ạ, hay nghĩ về những người công nhân bảo trì, những người làm cho hệ thống giao thông vận hành một cách an toàn. Đó, những người bảo trì các dịch vụ tiện ích như điện, ga, nước và hệ thống đường xá. Tất cả những người làm việc công cộng đều rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vì không có họ thì xã hội này sẽ rất là rối ren, đúng không ạ? Nếu không có những chú công an thì chắc chắn là gì ạ? Nó sẽ rất là nhiều tội phạm, đúng không ạ? Hay nghĩ về những người dọn dẹp vệ sinh trên trái đất, những người dọn sạch đường phố, phòng tắm công cộng, xe lửa, xe buýt, máy bay, bệnh viện, nhà hàng, siêu thị và các tòa nhà. Bạn không thể trực tiếp nói lời cảm ơn đến tất cả họ, nhưng bạn có thể rắc lên họ một thứ bụi ma thuật bằng cách nói lời cảm ơn lần sau khi bạn đi ngang qua họ. Và bạn có thể biết ơn vào lần kế tiếp khi bạn ngồi trong một văn phòng sạch sẽ, hay đi trên một lối đi tinh tươm, hay đi qua một sàn nhà được lau sáng bóng. Và khi nói lời cảm ơn là nhà mình nhé, mình hãy nở một nụ cười và tốt nhất là nên cúi đầu, tức là một cái thái độ thật sự chân thành ấy. Thì không phải là, tức là mình cảm ơn phải là cảm ơn sự chân thành.
Và thật sự thì thấy mình đã thử một số lần mình thực hiện cái điều đấy, thì cái người họ được nói cái lời cảm ơn mà với một cái thái độ của mình là cười và cúi đầu ấy, thì họ lại cảm thấy là cảm động hơn nữa, họ cảm thấy yêu cái công cuộc sống, cái công việc của họ hơn. Thế nên nếu như tất cả chúng ta đều có lòng biết ơn, đều biết nói lời cảm ơn, thì tất cả mọi người trong xã hội này đều làm công việc họ rất là yêu thích, đúng không ạ? Và như vậy thì gì ạ? Giống như kiểu một cái vườn ấy, mà nếu như những bông hoa mà nó đều ủ rũ thì nó trông rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Thế nhưng mà tất cả những bông hoa đều nở rộ ra thì cái khu vườn đấy đã rất là nhiều mùi hương, sẽ rất là tràn ngập cái năng lượng, đúng không ạ? Và dù sao chúng ta cũng sống trong một cái trái đất này, đúng không ạ? Thế thì tại sao mình không, mỗi người không đóng góp một cái điều gì đó để cho trái đất của mình nó sẽ mỗi ngày qua đi mình đều sẽ rất là cảm thấy niềm vui năng lượng, đúng không ạ? Người yêu người thì sống để yêu nhau, chứ không phải người yêu người thì sống để giận nhau, hay là sống để là cái gì ạ? Lướt qua nhau như những người không hề biết, đúng không ạ? Và những cái người chúng ta gặp hàng ngày là những người chúng ta nên gặp, đáng gặp, đúng không ạ? Thế thì chúng ta hãy cùng nhau nói lời cảm ơn, trân trọng nhau và biết ơn nhau. Đó, đừng đừng để ý những cái điểm yếu của người khác, mà hãy tập trung vào cái việc là người đó đã mang lại cho mình cái cuộc sống gì, cái điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Và cái người luôn sống với thái độ biết ơn thì cái phép màu nó sẽ quay trở ngược lại với mình, và người khác lại cũng biết ơn mình, và cuộc sống sẽ luôn luôn là dễ cho đi và nhận lại, và sẽ rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Khi bạn đang ngồi trong một quán cà phê hay nhà hàng, hãy rắc bụi ma thuật bằng cách nói lời cảm ơn đến mỗi người phục vụ bạn, không kể là lau chiếc bàn hay đưa menu cho bạn, nhận đặt món, châm nước cho bạn, phục vụ món ăn bạn đặt, dọn bàn, đưa hóa đơn hoặc trả lại tiền thừa. Hãy nhớ nói lời cảm ơn đến tất cả những người đó. Nếu bạn trong quầy tính tiền của cửa hàng hay siêu thị, hãy rắc bụi ma thuật và nói cảm ơn đến người phục vụ bạn hay đóng gói hàng cho bạn. Nếu bạn đang đi máy bay thì hãy rắc bụi ma thuật bằng cách nói lời cảm ơn đến những người ở quầy check-in, nhân viên an ninh, người kiểm tra vé khi bạn vào khoang, và đội ngũ tiếp viên chào đón bạn khi bạn vào máy bay, đúng không ạ? Những người tiếp viên lúc nào gặp bạn cũng cúi đầu cảm ơn bạn, thì chúng ta cũng hãy học cái phong cách của họ, mình cũng hãy cảm ơn bạn, cảm ơn chị, đúng không ạ? Phục vụ thức uống hay thức ăn, dọn đĩa hay rác là một dịch vụ. Công ty hàng không cảm ơn bạn vì đã bay với họ, phi công cảm ơn bạn và phi hành đoàn cảm ơn bạn. Bạn hãy làm điều tương tự và cảm ơn họ khi bạn rời máy bay. Và tất cả những lần bạn bay và đỗ tại nơi đến, hãy nói lời cảm ơn. Bởi vì sự việc mà bạn có thể bay đúng là một phép màu tuyệt đối. Cái việc có một chuyến bay an toàn cũng là một phép màu rồi, đúng không ạ? Hãy biết ơn những người giúp đỡ bạn trong công việc, không kể họ là nhân viên văn phòng, tiếp tân, nhân viên căng tin, nhân viên vệ sinh, nhân viên chăm sóc khách hàng hay bất cứ một cái người đồng nghiệp nào của bạn. Hãy rắc bụi ma thuật cho tất cả với cảm ơn, và tất cả họ đang cung cấp dịch vụ cho bạn và họ xứng đáng với sự biết ơn tuyệt đối lại của bạn. Những người giúp việc trong cửa hàng, người hầu bàn làm việc vất vả để phục vụ mọi người, họ đã chọn công việc phục vụ cho người khác, và việc phục vụ các phương tiện công cộng gặp đủ mặt loại người với những tâm trạng khác nhau, bao gồm cả những người không biết ơn. Lần tới khi bạn được phục vụ bởi người khác, hãy nhớ là người đang phục vụ chính là người con trai hay con gái yêu quý của bố mẹ họ, một người anh hay chị không thể thay thế đối với em họ, một người cha mẹ đối với gia đình và những đứa trẻ, là người vợ hay chồng được yêu thương chiều chuộng, hoặc là một người bạn và họ xứng đáng với sự tử tế và kiên nhẫn của bạn. Đúng không ạ? Mỗi một người họ làm ở bất cứ một công việc gì, họ đều là rất là ý nghĩa, và đặc biệt là họ cũng có thể là gì á? Thậm chí họ có thể là, đó có thể là con của bạn, thậm chí là cháu của bạn, đúng không ạ? Thậm chí là chồng hay là vợ của bạn. Cho nên là chúng ta tôn trọng những người trong gia đình của mình, thì mình cũng hãy tôn trọng những người mình gặp, vì họ cũng là những người quan trọng trong gia đình của một ai đó, đúng không ạ? Và những lúc bạn có thể gặp phải một người làm dịch vụ mà cư xử thô lỗ, thế thì nếu như mình luôn biết ơn những người mà mang lại được tốt đẹp, thì bây giờ giả sử có những người mà họ mang lại dịch vụ mà họ kiểu chưa được lịch sự ấy, thì mình sẽ cáu giận với họ hay mình sẽ biết ơn nhé, mình sẽ cùng xem nhé. Và những lúc bạn có thể gặp phải những người làm dịch vụ mà cư xử thô lỗ với bạn hoặc không chú ý đến bạn như mức mà bạn xứng đáng, điều đó điều có thể là khá thách thức để biết ơn trong những trường hợp này, đúng không ạ? Nhưng sự biết ơn của bạn không thể phụ thuộc vào hành vi của người khác. Hãy chọn để biết ơn bất kỳ điều gì xảy ra. Hãy chọn ma thuật trong cuộc sống của bạn bất kể điều gì xảy ra. Điều này có thể giúp bạn nhớ rằng bạn không biết anh ta hay cô ta đang gặp phải khó khăn gì vào thời điểm bạn gặp họ. Họ có thể cảm thấy không được khỏe, họ có thể vừa mất đi người thân, cuộc hôn nhân của họ vừa kết thúc, hay là họ đang ở trong một tình thế tuyệt vọng và đang ở trong một cái ngưỡng quan trọng của cuộc đời. Sự biết ơn và tử tế của bạn có thể là điều ma thuật xảy đến với họ cả ngày. Lý chia sẻ một chút về cái câu chuyện này.
Tức là có một câu chuyện kể về một cái người người ta đến bệnh viện và trong một trạng thái rất là nguy kịch. Và người ta lúc đó thì bệnh viện là cái người mà bác sĩ trực ấy thì hiện tại đang đang không có mặt đó, và cái người này họ rất là tức giận. Tại sao bệnh viện phải làm việc 24/24 chứ? Vì sao tôi đang nguy kịch như thế này mà không có ai cứu tôi? Và người này rất là nóng giận. Những cái người người nhà của người này cũng rất là nóng giận. Tại sao lại không ai có không ai hỗ trợ tôi lúc này? Tôi đang rất là nguy kịch. Đấy. Và bệnh viện thì lúc đấy cũng thật sự là cái người trực thì đang có một cái việc gì đó mà ra ngoài. Thế thì khi mà cái người bác sĩ đến thì người nhà và những cái người người bệnh tỏ một cái thái độ rất là cáu gắt với cái người bác sĩ. Tuy nhiên người bác sĩ này rất là điềm đạm, vẫn bình tĩnh vào mặc áo rồi cùng với ekip mổ vẫn thực hiện ca mổ. Mọi thứ rất là êm đẹp xong. Thì sau khi ca mổ đó thì khi bệnh nhân đã hồi phục thì người bác sĩ này chuyển lại cho những cái người đang trực ở đó, và người bác sĩ này đi ra điện đi. Thế thì cái người nhà này bắt đầu mới trách là, ý là khi mà đã hồi phục thì mà cũng đã trách là vì sao ngày hôm qua lại đến muộn nếu lỡ không ai kia ấy. Thế thì cái người bác sĩ này cũng không nói gì hết và đi. Thế thì cái người điều dưỡng đấy, cái người làm trong cái ekip lúc đó thì mới nói với cái người nhà này, đấy là con ông đấy vừa mất vì một tai nạn, nhưng ông đấy đã dành thời gian đến để cử bạn và bây giờ ông ấy cần phải về lo cho cái tang lễ của con trai mình đó. Thì chúng ta sẽ qua cái câu chuyện đấy thì lúc đấy chúng ta mới hiểu được một điều là gì ạ? Hầu hết tức là chúng ta không nên đánh giá người khác qua những cái gì bên ngoài, đúng không ạ? Chúng ta cái người bác sĩ đấy là một người rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Mặc dù con trai của mình mất nhưng vẫn sẵn sàng để đó để đến cứu một cái người đang nguy kịch, đúng không ạ? Để rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ ông mới quay trở về với cái gia đình của mình. Thế thì tất cả những cái người mà trong chúng ta gặp ấy, nếu như họ đang có một cái thái độ không vui hay là họ đang buồn thì chúng ta không vội tức giận họ, mà hãy thông cảm, đúng không ạ? Mình hãy đặt vai mình là họ và hãy thông cảm cho họ, tại vì biết đâu họ là những cái người mà có những cái nỗi đau mà cần được xoa dịu, thay vì lên án hoặc là đứng đối mặt với họ thì chúng ta hãy đứng cùng với họ để tìm hiểu. Hay là ví dụ như thế này, khi mình hẹn một ai đó một cái gặp và cái người đó đến muộn thì thường thái độ của chúng ta là sẽ là gì ạ? Sao đến muộn thế? Tôi chờ cả buổi như thế, và mình sẽ thường là cáu gắt ngay từ đầu, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta biết là cái việc đến muộn có thể là họ sẽ có một cái trục trặc nào đấy trên con đường mà họ đi, phụ xe hỏng hay là họ gặp một cái biến nào đấy. Thế thì thay vì chúng ta sẽ cáu giận tức giận với họ thì chúng ta hãy hỏi thăm trước, hãy đồng cảm và hãy quan tâm trước. Chị ơi, vì sao chị lại đến muộn? Chị có gặp vấn đề gì không? Tức là hãy lắng nghe trước. Đấy, và biết đâu chúng ta lại có thể là hiểu được cái nguyên nhân thì mình sẽ rất là dễ dàng để có thể là gì á, thông cảm cho cái người đó. Thì đấy chính là cái bài học và cái việc là chúng ta có gặp phải những cái dịch vụ không tốt thì mình cũng hãy luôn biết ơn cả nhà mình nhé. Hãy luôn biết ơn và hãy quan tâm để giúp cho mọi người sẽ được xoa dịu cái nỗi đau của họ hoặc là những cái điều họ không vui trong cuộc sống. Rồi ạ, tiếp tục ạ. Nếu bạn cảm ơn người nào đó qua điện thoại vì sự giúp đỡ của họ, đừng chỉ quẳng lời cảm ơn. Thay vì vậy hãy nói lý do tại sao bạn biết ơn. Ví dụ, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi, cảm ơn vì đã dành cho tôi rất nhiều thời gian của bạn, cảm ơn vì giải quyết vấn đề này cho tôi rất biết ơn bạn. Bạn sẽ kinh ngạc với sự phản hồi từ người khác khi bạn làm điều đơn giản này, bởi vì họ sẽ cảm nhận được sự chân thành của bạn. Khi bạn nói cảm ơn trực tiếp đến một người, hãy nhìn vào mặt anh ấy hay cô đấy, họ sẽ không cảm nhận được sự biết ơn của bạn hoặc nhận được cái bụi mắt thật của bạn trừ khi bạn nhìn thẳng vào mặt họ. Bạn vừa lãng phí một cơ hội để giúp người đó thay đổi cuộc đời nếu bạn nói lời cảm ơn vào không khí, hoặc nói lời cảm ơn khi bạn đang nhìn xuống, hoặc cảm ơn khi bạn đang gọi điện thoại, bởi vì bạn không thật sự chân thành khi bạn làm điều đó. Vài năm trước, khi tôi đang ở trong một cửa hàng để mua quà cho chị gái mình, người giúp việc trong cửa hàng phục vụ tôi đã lắng nghe những gì tôi tìm kiếm và sau đó đưa ra một danh sách các món quà hoàn hảo như là quà dành cho chị của cô ấy. Khi người giúp việc cửa hàng đưa tôi đến chiếc túi đựng món quà hoàn hảo được gói xinh đẹp thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Khi tôi gọi xong thì tôi đã đến lối ra phía trước của cửa hàng và đột nhiên một cảm giác chưa hoàn tất lướt qua tôi. Tôi quay lại gặp người giúp việc cửa hàng đã giúp ngay lập tức, và tôi không chỉ cảm ơn cô, tôi còn nói với cô tất cả những lý do tại sao tôi biết ơn cô đấy, và tôi cảm kích chừng nào với những gì cô ấy làm cho tôi. Tôi tắm cho cô đấy với bụi ma thuật, đôi mắt của cô rướm lệ và nụ cười lớn nhất mà bạn từng thấy nở rộ trên khuôn mặt cô. Mỗi một hành động luôn có một hành động ngang bằng đối lại. Nếu bạn thực sự có ý khi bạn nói lời cảm ơn
thì người khác sẽ cảm nhận được nó và bạn sẽ không chỉ làm cho người khác cảm thấy tốt đẹp mà sự biết ơn của bạn sẽ lấp đầy bạn với một sự hạnh phúc khó tả. Ngày hôm đó tôi bước ra khỏi cửa hàng với hạnh phúc lâng lâng. Tôi không chỉ sử dụng bùi ma thuật cho người phục vụ, tôi còn sử dụng bùi ma thuật trong tất cả tình huống. Tôi nói tạm biệt với con gái của tôi trước khi cô ấy lái xe về nhà. Tôi cảm nhận sự biết ơn cho việc cô ấy lái xe về nhà an toàn. Tôi vẫy những ngón tay của mình lên trời và tưởng tượng rằng đang rắc bùi ma thuật lên cô đấy và chiếc xe. Đôi khi tôi rắc bùi ma thuật lên chiếc máy tính trước khi tôi bắt đầu một dự án mới, hoặc là rắc bụi ma thuật phía trước mặt tôi trước khi tôi bước vào một cửa hàng để tìm một thứ tôi đang cần. Con gái tôi sử dụng bụi ma thuật khi cô ấy lái xe, và nếu như cô ấy thấy một người lái xe khác mà đang bị stress hay đang chạy nhanh thì cô ấy sẽ rắc bụi ma thuật lên họ để giúp họ cảm thấy tốt hơn và giúp họ an toàn hơn. Hôm nay hãy mang bụi ma thuật đi với bạn cho những người làm công việc phục vụ và tìm tất cả các cơ hội để rắc bụi ma thuật lên tất cả mọi người bằng cách nói cảm ơn. Hãy cảm ơn ít nhất 10 người làm những dịch vụ khác nhau mà bạn được hưởng từ hôm nay. Không quan trọng nếu bạn không có cơ hội làm việc đó trực tiếp, bạn có thể âm thầm ghi nhận những người cung cấp dịch vụ cho bạn. Bụi ma thuật vẫn sẽ phủ lên họ. Ví dụ như bạn hãy thì thầm với mình: tôi thật sự biết ơn người dọn vệ sinh đã làm việc từ sáng sớm để đảm bảo là những con đường được sạch sẽ ngày hôm nay. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về tôi biết ơn thế nào cho việc này. Một việc được làm đều đặn mỗi ngày. Cảm ơn. Hãy chắc chắn là bạn vẫn đếm những người phục vụ của mình để bạn biết khi họ cảm ơn 10 người khác nhau cho dịch vụ của họ và rắc lên bụi ma thuật lên tất cả họ. Nếu bạn hình dung việc rắc bụi ma thuật lên những người khi bạn cảm ơn, họ sẽ có một bức tranh về sự những gì thực sự xảy ra trong vô hình với sức mạnh của lòng biết ơn. Với bức tranh đó trong đầu, nó sẽ giúp bạn tin tưởng và biết rằng bụi ma thuật của lòng biết ơn thực sự đến với mọi người, và vì vậy nó luôn sẵn sẵn có sẵn để giúp họ cải thiện cuộc sống. Và bất cứ lúc nào bạn rắc bụi ma thuật lên một người khác, nó sẽ quay trở lại với cuộc sống của bạn. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nếu bạn ở nhà hôm nay, hãy ngồi xuống với cây bút và sổ hay là với máy tính và quay trở lại với tâm trí của mình để nhớ lại những trường hợp mà những người phục vụ đã giúp đỡ bạn. Có thể vài người qua điện thoại hoặc là một giao dịch viên đã giải quyết các vấn đề cho bạn. Có thể bạn nhận được một cái dịch vụ tuyệt vời từ người đưa thư, người dọn rác hay công ty vệ sinh hay là người giúp việc cửa hàng. Hãy viết ra 10 trường hợp mà những người làm dịch vụ giúp đỡ bạn và gửi bụi ma thuật bằng cách nói cảm ơn đến tất cả những người đó. Rồi ạ, bài tập ngày hôm nay là gì ạ? Một là hãy đếm những phúc lành, hãy lập danh sách 10 phúc lành, viết ra tại sao bạn biết ơn, đọc lại danh sách vào cuối mỗi ngày và cuối mỗi phúc lành thì hãy nói cảm ơn và cảm nhận sự biết ơn cho mỗi điều càng ngày càng nhiều càng tốt. Thứ hai đến là gì ạ? Hãy rắc bụi ma thuật cho 10 người làm dịch vụ mà bạn được hưởng bằng cách nói lời cảm ơn trực tiếp hoặc là ghi nhận họ trong tâm trí và cảm nhận biết ơn với họ vì dịch vụ họ đã làm. Thứ ba là gì ạ? Ngay trước khi bạn ngủ tối nay thì bạn hãy cầm cái hòn đá nhiệm màu và nói lời cảm ơn đúng không ạ? Cảm ơn vì những cái điều tốt đẹp đã xảy ra trong ngày. Và tìm hiểu về cái bài học là biết ơn ngày mai để bắt đầu áp dụng. Ok ạ, đấy là hôm nay, đấy là những điều mà Lý chia sẻ cùng với cả nhà về cái lòng biết ơn đúng không ạ? Rồi ạ, thế thì khoảng độ có khoảng vài phút nữa thì anh chị nhà mình có ai có câu chuyện Wellness lúc nãy chưa chia sẻ, hoặc là ai có một cái ví dụ một cái bài học về lòng biết ơn, mình có thể mở mic và chia sẻ cùng với mọi người nhé. Rồi em vừa mở mic rồi ạ. Ok, nhà mình có ai muốn chia sẻ câu chuyện Wellness? Cái việc mà chúng ta chia sẻ cái câu chuyện Wellness của bản thân hay là của gia đình khách hàng của mình ấy cũng là một sự biết ơn đúng không ạ nhà mình? Vì mình được nghe rất nhiều câu chuyện và truyền cảm hứng từ người khác, thì mình cũng hãy có một cái câu chuyện để mình gọi gì ạ? Chia sẻ để lan tỏa, để gọi nhiệt tố lại cái biết ơn của mình với người khác đúng không ạ? Chị Lý ơi. Dạ vâng, em mời chị. Mình muốn chia sẻ câu chuyện về Wellness nhá. À chị chị Thúy mình ạ. Chị em xin lỗi chị một tí nhá. Em xem là có bạn mới nào không? Mình sẽ ưu tiên cho okay. Các bạn được nói một tí đúng không ạ? Chị Lý, chị Dung Nguyễn. Vâng, em mời chị Dung ạ. Chị xin chia sẻ, tại vì hồi nãy chị nghe Lý nói với từ bữa giờ mình học đó, là chị để ý là cái bệnh viêm mãn tính á. Đó, cái viêm mãn tính thì đúng là bên y học là không có chữa bằng cái dinh dưỡng của mình,
Tại vì chị là chẳng hạn giống như là ba chị nè, chị kể cho trực tiếp với câu chuyện của ba chị. Ba chị là bị viêm mãn tính về amidan nha. Mà khi mà đi khám thì bác sĩ cứ kêu là bây giờ là cái viêm của bác là bây giờ là nếu mà giống như là bác đói mà bác không ăn cơm, bác đói thì bác phải cần cơm. Còn khi mà bác bị ho là bác phải cần thuốc. Cho nên là nếu như mà bị của bác bị mãn tính rồi, bây giờ nói chung là bác sống chung với thuốc giống như là cả đời, bác sống chung với cơm với gạo. Đấy, nhưng mà khi mà ba chị mà ho nhiều quá thì mẹ chị có kêu ba chị là bây giờ là ông sử dụng cái sản phẩm mà con Danh nó bán đi. Đó. Xong rồi cái với ba chị mới là bảo chứ để kêu nó đặt cho tôi một bộ để tôi dùng thử ha. Xong rồi ba chị trong khi mà chờ đợi mà sản phẩm về thì ở nhà mẹ chị cũng đã đang dùng cái bộ sản phẩm Venet bên mình. Thế là chị mới kêu mẹ chị là thay vì vậy thì mẹ cứ đưa cho ba dùng đi. Rồi xong rồi khi mà hàng về nói tiếp thì hai người cùng dùng luôn. Tại vì hồi trước giờ là ba chị đi làm xa, không có về nhà. Đến khi mà hết dịch đó, giảm dịch đó thì người ta mới cho ba chị về. Thì ba chị về cái đêm đầu tiên đó là ba chị ho ngất ngay luôn, không ngủ được luôn. Thế là sáng ra mẹ chị mới hỏi thì ba chị cũng trình bày giống như là chị vừa nói là bác sĩ bảo là cái viêm của bác là cái viêm mãn tính đó, là sống chung với thuốc cả đời luôn. Đấy, nếu như mà bác bỏ thuốc á, thì hết thuốc á, dùng á, thì bác sẽ ho lại. Còn nếu mà bác cứ dùng thuốc triền miên vậy thì bác sẽ giảm ho. Đó, xong rồi bắt đầu ba mình là cách đây là từ bữa mà dịch đến giờ là 3 tháng rồi, là không được về nhà mà cũng không được đi lên bệnh viện khám. Đó, xong rồi bắt đầu cho nên là ho nhiều quá thì mẹ chị mới đưa cái sản phẩm đó dùng, dùng từ lúc mà nửa tháng 8 nha, cho đến là cuối cái cuối tháng 8 là mà khi mà chị mọi khi dùng một tuần thôi. Thì chị hỏi ba chị là bây giờ ba dùng cái sản phẩm đó thì ba thấy như thế nào, thì ba chị mới bảo chứ ồ cái sản phẩm này rất là hay nhá, mà mấy bữa nay là ba dùng là ba ngủ được nè, ba giảm ho nè, lâu lâu ba ho chỉ 1-2 tiếng thôi rồi ba ngủ rất là ngon nè, cái bụng của ba lành nè, nó bị to nè, nó sưng cứng nè, nhưng mà hôm nay bụng ba nó xịp nè, nó mềm nè, nói chung là bây giờ ba cải thiện sức khỏe rất là tốt đó, cho nên là chị là rất tự hào về cái sản phẩm bên mình. Tại vì khi mà ba chị đi khám bệnh đó là bác sĩ cũng có kêu ba chị là bây giờ cái lá phổi của bác á, là nó bị nám nửa cái lá phổi rồi. Nói chung là bây giờ cái lá phổi của bác nó trắng nhưng mà nám là nửa lá phổi là bị nặng nhất. Cho nên là chị nghe ba chị nói như vậy đó, thế bắt đầu chị cũng kêu ba chị tăng cường dùng tảo á, Lý. Dạ. Đấy. Rồi còn thêm cái câu chuyện thứ hai nữa là cũng một cái khách hàng của chị là bên dùng bên omega 3. Đấy. Omega 3 thì chị dùng mới có 10 ngày thôi thì chị gọi điện cho chị bảo là em ơi công nhận cái sản phẩm em giới thiệu cho chị hay thật, tại vì ở quê chị ở quê của bà chị đó là nhà chị là ở giữa cái cánh đồng hoang cũng giống như là mình ở trong rừng vậy đó, không có một cái mà thiết bị điện nào hết á, chị sạc điện thoại là phải đi nhờ nè. Rồi chị mà đi coi tivi chị cũng phải đi nhờ. Xong cái chị mua của chị một bộ là mua 3 tặng 1 đó. Thì đợt vừa rồi chị cũng mua cho chị 3, mua 3 tặng 1. Thì chị cũng có nói là chị ơi nếu mà chị uống nguyên một bộ này á, thì nó có hiệu quả hơn. Nhưng mà khi mà chị uống có 10 ngày thôi thì chị cũng đi sang bên bên một cái hàng xóm đó chị xem tivi. Thì chị cũng thấy cái sản phẩm của mình lên tivi. Cái xong chị bảo chứ ồ cái sản phẩm này chị đang uống nè, con em chị nó ở trên kia nó gửi về cho chị mà chị uống chị thấy cực kỳ là hay. Cái xong cái mấy đứa ở bên cái nhà đó hỏi chứ thấy chị bị làm sao mà chị uống, thì chị bảo là chị viêm mắt nè, mờ mắt, mỏi mắt nè, rồi thậm chí là ngủ cũng không ngon đó. Xong rồi khi mà em chị nó giới thiệu thì chị cũng có thể dùng, mà chị dùng chưa được hết một lọ,
Nhưng mà hôm nay á, là nhiều lúc chị mà bỏ mắt mắt ra này, hồi trước là lúc nào chị cũng đeo mắt, nhưng mà bây giờ thỉnh thoảng chị bỏ mắt ra là chị cũng thấy sáng. Mà mắt chị á, thì bây giờ nó càng ngày nó càng nhẹ hơn, nó không giống như là nó không có bị viêm nữa. Hồi trước là hay chảy mắt sống nè, nhưng mà hôm nay cũng hết rồi. Còn chồng chị á, là bị hay nheo mắt nè, rồi hay mờ mỗi mắt, mà thậm chí là cái chữ ảnh nó không đọc được luôn, lúc nào cũng nhờ vợ đọc cho. Xong rồi bắt đầu hả, khi mà hả ảnh dùng cũng tại vì chị kêu là chị chia ra mỗi một người dùng một lọ đấy. Xong rồi cái chị bảo chứ tại sao chị không dùng hai vợ chồng cùng một lọ mà chị dùng như vậy, thì mình dùng một lọ thì mình dễ bảo quản hơn đấy. Cái xong nó kêu chứ không, chị không thích vậy, chị cho ảnh một lọ chị một lọ. Thì mỗi nói chung là hôm nay á, là đến ngày hôm nay thì chị dùng á, còn năm còn mà chị mới có dùng cái nửa hộp thôi. Anh cũng thế, nhưng mà hôm nay là anh tự đọc chữ được rồi, là mắt anh hết rồi, rồi hết chảy nước mắt rồi đó. Nói chung là hả chị cũng thấy cái sản phẩm dầu cá Omega 3 mình cũng rất là hay, và chị bạn đó chị đó cũng cho cái ý kiến của mọi người ở xung quanh xóm á, nếu như mà có cần sử dụng á thì chị sẽ cho số điện thoại để liên lạc với chị. Và Được hai người để chị là uống hết một bộ combo đó rồi coi thử cải thiện sức khỏe với cái mắt của chị như thế nào. rồi vâng ạ, hay quá tuyệt vời ạ. Chị Dung ơi, một số anh chị muốn hỏi chị thêm một chút là ba chị dùng sản phẩm Wallet gì vậy ạ? Nói chung là giống như trọn bộ của mình đó em. Dạ, Đó, có mua trọn bảy bộ ạ chị. của mình luôn. À, đúng rồi. Nguyên Dạ. bộ bộ combo 7 đó. Dạ, tuyệt vời Dạ. quá đó, chị dùng cả combo cho nên là nó mới nhanh cải thiện như thế đấy chị ạ. Rất là tuyệt vời. Đó, Đúng rồi. chị Dung dành những điều tuyệt vời nhất cho cái người bố của mình và những cái phép màu đúng không ạ? Đây cũng chính là những cái phép màu sức khỏe xảy ra. À, cảm ơn phần chia sẻ của chị rất nhiều. Vâng. Bà Triệu Dạ Hải Lý ơi, cho chị xin phép chia sẻ 1 phút thôi. vâng, xin cảm ơn chị Dung và chị Hoa. Tức là đây là cái lý do mà tại vì sao chị Dung nhóm của chị có thể chốt ngay ngày mùng 1 là được 5 combo một buổi sáng. Cái video này cũng có cái trong cái video của mẫu chia sẻ ở trong bảo của nhóm của bà Trợ ấy. Đấy, thực sự là chị Dung tham gia vào công việc này mới có tháng thứ hai cả nhà nhé. Tháng trước là chị Dung cũng mới thôi, mới là gia đình trải nghiệm. Tháng thứ hai thì thấy cải thiện, thế là chia sẻ cho cả người nhà người thân. Và hiện tại thì ngay ngày mùng 1 là chị Dung có 5 combo và tiếp theo là có thêm combo nữa là 6 7 combo được cả nhà trong tháng này. Cảm ơn cả nhà nhá, cảm ơn bà Triệu Hải Lý. Thực sự là chị Dung là một người rất là chủ động trong công việc, ham học hỏi. Mặc dù chị Dung thì chỉ đi bán hàng rong và có thể là mới học hết lớp 4 và không một buổi nào mà chị không tham gia room, rất là chăm chỉ, ghi chép cẩn thận và nói chung là chị với làm việc với một cái tinh thần là học hỏi cực kỳ cao luôn cả nhà. Mà đầu tiên đọc sách và câu lạc bộ đọc sách hạnh phúc của trong nhóm của Hoa thì đầu tiên chị đọc là chị có thể đánh vần, nhưng mà bây giờ thì cực kỳ siêu sao cả nhà nhé. Chị chia sẻ rất là tự tin tuyển dụng và cách bán hàng rất là tự tin luôn, không bỏ một buổi room nào cả nhà. Cảm ơn bà Trợ Hải Lý, cảm ơn cả nhà. Vâng, cảm Nói ơn chị Hoa. chung là chị cũng cảm ơn Hoa thôi, từ Hoa mà chị có công việc này và cũng có cái sức khỏe cho gia đình. Cảm ơn Hoa và các bạn nhé. Vâng ạ, cảm ơn Cảm ơn cả chị. nhà. Có một cái video chị Dung chia sẻ là tức là chị Dung trước đây là mình bán hàng đồ ăn vặt đấy đúng không ạ, cho các bạn học sinh đúng không ạ. Thế thì khi mà học sinh không có đi học mùa Covid thì chị được chị Hoa chia sẻ về công việc này đó, và đầu tiên là chị Hoa trải nghiệm cái sản phẩm combo 7 cho gia đình của mình, và khi gia đình của chị Hoa cải thiện thì chị Hoa tự tin lan tỏa, và em nhớ là một ngày đã chị chốt được cả 5 bộ combo, 4 bộ combo luôn. Xong rồi chồng chị đúng không ạ cũng quyết định là trải nghiệm, và rất là tuyệt vời đúng không cả nhà mình đó. Thì em chúc mừng chị có một công việc đang rất là phát triển, và chúc chị sẽ sớm lên 21% nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Vâng ạ. Cảm ơn Hải Lý, cảm ơn cả nhà nha. Vâng ạ, cảm ơn cả nhà. Thế thì hôm nay bây giờ cũng là gần 7 giờ rồi, em xin phép kết thúc cái buổi Zoom sáng ngày hôm nay. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật đầy năng lượng, và nhớ rằng là mỗi khi chúng ta gặp một ai đó thì hãy luôn nói lời biết ơn, hãy nói lời cảm ơn họ đúng ạ, và sẽ chia sẻ những cái bài học, những cái sản phẩm của mình cho họ, hoặc là chia sẻ một cơ hội cho mình cho họ nhé, tại vì đó cũng là một cái món quà dành cho họ. Ok ạ, em hẹn chị Thúy những buổi sau chị Thúy nhá. Cảm ơn chị Thúy và mọi người rất là nhiều ạ. Vâng ạ, xin chào cả nhà. Cảm ơn Cảm ơn Hải Lý.
cả nhà. Cảm ơn chị Lý, cảm ơn nha.